sao cho tàu đừng đi. Sẽ lặng trong đêm khuất xa. Xin chào các bác nhé. Hôm nay xin giới thiệu với các bác một bộ dàn mini rất là khá là hiếm của Onkyo. Đây là bản Onkyo. Con này là 205 bản limited các bác nhé. Các bác hình dung ở trên catalog của nó đây nhé, nó đầy đủ hết sách vở này. Thì cái bản cao nhất của nó ở dàn trung là con Onkyo 933 loa 412. Thì con này chính là bộ này đây. Đây là Onkyo 905 FX2. Trước đó còn có FX1 nữa. Xong còn trước còn có bản 905 thường nữa. Thì con này là FX2 bản cuối. Loa 212, đối loa rất đẹp. Thì đây là size mini. Có thể nói là bản cao nhất của cái Onkyo ở thời điểm đấy. Và sau này là size trung của nó là bản cao nhất là bản này. Cái bản này về hàng về cực kỳ mới các bác nhìn. Nó phải mới 98% luôn ấy. Nó kiểu như nó chỉ bày qua cho nó chưa qua sử dụng. Nên nó rất chỉ là mới, kể cả đôi loa. Tiếng của nó bát đánh khỏe, tiếng chi tiết lắm. Mấy đời chuyến xe xưa về chưa. Đang nghe một bản acoustic này. Dù mãi ngàn năm dòng tóc em buồn, bàn tay em nắm ngón du trên ngàn năm, trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi du thêm ngàn năm. Dù mãi ngàn năm từng phiến môi mềm, bàn tay em trao chuốt thêm cho ngàn năm, cho vừa nhớ nhung có em dội hờn nên mãi du thêm ngàn năm.